Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận. Thì hôm nay em đang ở thành phố Cypress trong cái khu là Mobida. Và em muốn giới thiệu với anh chị nhà hãng Weston. Thì hiện tại họ đang có một căn back on market của hãng Weston, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi mà có 2 phòng ngủ ở dưới. Và trong cái khu này chỉ còn có 12 căn nhà của hãng Weston nữa thôi. Nếu mà anh chị em muốn mua một căn nhà Weston tại thành phố Cypress cho cái giá cả không quá cao, cỡ tầm 500-550, thì cái khu mà Vida vẫn còn 12 căn nhà cuối cùng. Và họ cũng sẽ bán nhà mẫu luôn. Nếu mà anh chị em nào quan tâm tới nhà mẫu của hãng Weston á, thì hãy cứ gọi vào cho em để mình trên cái waitlist nha. Rồi khi nào họ bán á, thì em sẽ báo cho tất cả các anh chị. Nhưng mà hôm nay em sẽ giới thiệu cái căn nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, có 2 phòng ngủ ở dưới. Và cái khu này á, tường thuế là 3.48 chưa xin giảm và tiền HOA là 1.450 một năm, bao gồm cái cổng này. Đó, cái cổng ở phía sau em. Thì cái cổng này hồi trước giờ người ta đang xây dựng nha. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày 1 tháng 5 á, là họ bắt đầu tối nay 6 giờ họ sẽ đóng. Thì cái cổng này, ai mà ở trong khu này á, thì phải đi ra đi vào cái cổng rất là an toàn luôn. Rồi cái tiền HOA á, là họ cover luôn cái tiền cổng cho mình. Rồi tiền security alarm ở trong cái khu này. Bởi vậy nên nó tới 1.450. Và khu này có dòng sông lười nè, có chỗ tập thể dục, chỗ chơi cho các em nhỏ, rồi có hồ bơi, có tennis court, rồi có rất là nhiều amenity ở đây tại cái khu Mavida. Và nhà của hãng Weston á, thì em như em nói chỉ còn 12 căn thôi. Nếu mà anh chị em nào mà thích nhà Weston, muốn mua giá cả hợp lý, thì cái khu mà Vida giá rất là được. Thì bây giờ mình hãy đi xem các căn nhà đã nha. Anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ cái video của em. Đây là cái cổng của trong cái section này. Thì section này là toàn là nhà của hãng Weston không. Bên kia cũng là nhà Weston nhưng mà Hà đã dọn vào ở hết rồi. Rồi cái khúc bên này á, là mới. Thì nếu mà anh chị em nào mà ở trong đây á, thì mình sẽ ra vào cái cổng này ha. Đó. Hổm giờ xây dựng á, thì Hà chưa có hoạt động. Nhưng mà hôm nay thì đã bắt đầu, tối nay là đã bắt đầu đóng lại rồi. Đó. Rồi đây là những căn nhà đã có người dọn vào ở rồi nha. Đó. Rồi đây là bán rồi nè. Căn này cũng bán rồi. Cái căn mà em giới thiệu với anh chị là căn này. Rồi ở dưới này là còn đang xây dựng. Thì nếu anh chị em nào mà muốn kiếm nhà hướng Tây và hướng Đông á, thì đó, đây mình có một dãy đây nè. Bên này là hướng Tây nha. Rồi bên này là hướng Đông. Đó. Thì bây giờ mình vào mình xem. Còn 12 căn thôi. Và em cũng có chia sẻ là nhà mẫu họ cũng sẽ bán luôn. Nhưng mà chưa có giá cả. Anh chị em nào mà thích mua nhà mẫu á, thì cho em biết, mình có thể trên cái waitlist. Nhưng mà nhà mẫu thì họ bán với cái giá cao, tại vì họ đã tính sẵn hết rồi. Đó, tại sao mình không mua những căn nhà như thế này, giá cả rẻ hơn, hợp lý hơn nè. Đó, còn xây dựng 12 căn. Đây, nhưng mà căn này á, mới back on market, là em chạy em đi giới thiệu với anh chị ngay. Đây. Căn này á, có tên gọi là Fairfax, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, 3.200 square feet. Và cái diện tích đất á, là 6.477, là gần 6.500 square feet lot. Đó. Màu sắc ở phía ngoài cũng, màu này cũng rất là dễ thương ha. Rất là sạch. Là mình vào bên trong mình xem đi. Đó, rồi ở căn nhà này mình đi ra cái đường cổng chính đó, cũng rất là gần. Đó, đi qua bên kia thôi là tới rồi. Đó ha. Rồi bây giờ mình vào trong mình xem. Đây là ở phía trước nè. Đó, cửa trước thì 8 feet, rất là cao ráo. Trần cao ở trên luôn. Đó.
hơi bị cứng ta. Rồi. Đó. Mở cửa ra ha. Cái sàn nhà là bằng gạch giả gỗ nè. Đó, màu sắc rất là sáng sủa luôn. Rồi mình nhìn lên là bên kia cái phòng khách. Rồi cái cầu thang ở trên. Đó. Rồi phía bên phải của Vi á, bên đây là mình có một cái phòng ngủ ở phía trước ha. Đây. Cái phòng này á là có luôn cái nhà tắm nè. Ngay đây. Đây là cái nhà tắm, bên trong thì họ cũng lót gạch luôn. Rồi bên đây là cái walk-in closet ở đây. Đó, là mình có được một cái phòng ngủ. Có cửa sổ nhìn ra trước. Đó, rồi qua đây. Cái này là cái chỗ bỏ đồ. Rồi mình đi qua bên này. Mình nhìn bên đây là cái cửa trước nè. Đó. Trần bước vào rất là cao ha. Rồi mình đi xuống dưới đây. Phía bên trái của Vi á là cái phòng office. Rồi cái này là cái gara. Rồi bên đây á, chỗ này á là cái hot bath nè. Đó. Rất là gọn. Hot bath ở đây. Rồi bên đây là cái chỗ giặt sấy. Cái chỗ giặt sấy này thì đi qua cái master closet bên kia. Thì tí nữa mình đi sâu ha. Thì từ hướng này mình xem cái gara trước. Cửa trong nhà tất cả đều là 8 feet. Và như hồi nãy Vi chia sẻ á, là cái HOA mình ở đây mình trả đó là bao gồm luôn hệ thống security với lại cái cổng là tính luôn chung trong cái HOA, bởi vậy là 1450 một năm. Đó. Rồi đây là cái gara nè. Thì như mấy hôm em có chia sẻ đó, nhà hãng Western họ không có gắn cái gara opener ha. Nhà này cũng không có luôn. Tùy cái community, nhưng mà đa số là không có gắn. Và hệ thống máy nước nóng là lò nhỏ bên kia. Rồi họ còn dư gạch đó, họ cũng để cho mình luôn đó. Nhưng mà cái gara này vì thấy bên hông này được một khoảng trống nè, cũng rất là rộng rãi. Rồi ngay đây là cái phòng office. Cũng có hai cửa đóng lại. Đó. Rồi nhìn qua bên đây là chỗ này là cái cầu thang đi lên lầu. Rồi chỗ này thì mình có cái không gian mình có thể để đồ trang trí ở đây. Rồi đây là cái phòng khách nè. Đó. Rồi cái lò sưởi ngay đây luôn. Rồi chỗ này đó thì mình có thể bỏ mấy cái kệ qua, mình làm đồ trang trí ở đây. Đó, trần nhà rất là cao ráo. Và đây là cái bếp đây. Đó, cái bếp thì mình có thể bỏ ghế ở đây mình ngồi nè. Rồi bên đây mình để cái bàn ăn. Đó, cái mẫu này Vi thấy rất là dễ thương ha. Được hai phòng ngủ ở dưới luôn. Đó, rồi cái này thì cho những anh chị nào mà muốn phong thủy thì cái bếp với lại cái lò nấu không có đối diện. Rồi cái đồ hút. Tủ thì màu này màu xám xám, nâu nâu gì đó. Cũng rất là hay. Rồi cái mặt đá đó là bằng khuất. Là màu này ha. Rồi một sân nè. Cái đồ rửa cũng upgrade. Đẹp. Đó. Rồi bên đây á là built-in cái oven với là cái microwave. Chỗ này là họ chưa gắn xong nha. Sẽ có một cái
miếng dream che lại. Cái này là chưa xong. Rồi bên đây là cái pantry. Đó. Rồi chỗ này mình bỏ cái tủ lạnh ở đây. Rồi cái back slab thì họ bỏ gạch. Gạch này thì cũng dễ lau chùi nè. Đó, dễ lau chùi tại vì mấy cái miếng nó bự á. Đó. Là nấu thì cũng built in. Màu này Vi thấy cũng đẹp á. Rồi bên đây á, là cái chỗ mình bỏ cái bàn ăn. Cũng rất là rộng rãi. Đó. Rồi mình đứng đây nè, mình thấy được bên đây là cái phòng khách. Rồi cái cầu thang đi lên lầu. Rồi cái chỗ này là cái đường đi vào phòng master ha. Rồi đây là ở phía sau nè. Đó. Đây là phía sau căn nhà. Nhà thì bốn mặt gạch. Và ở phía sau á là căn này là ở phía sau không có hàng xóm. Cái hàng rào này là bằng gạch của HOA, họ sẽ bảo quản cho mình luôn đó. Và căn này là không có cỏ. Thì cũng như em chia sẻ đó, nhiều khu á, hãng Weston á, họ không có bỏ gara opener, họ cũng không bỏ cỏ cho mình đó. Còn có nhiều community á, họ sẽ gắn gara opener với lại bỏ cỏ sẵn luôn, nhưng mà khu này là không. Thì không bỏ thì cũng tiện, tại vì nhiều anh chị cũng thích mua về xong đổ xi măng, thì mình có thể đổ xi măng ra thêm một phần rồi mình bỏ cả sau đó. Còn kêu người tới bỏ cả thì chắc cỡ tầm 1.000 đến 1.500 khoảng đó đó, tại vì cái sân này cũng không có bự. Sân này thì vừa thôi. Rồi, bây giờ mình đi xem cái phòng master nha. Nhưng mà cái màu gạch bên trong này Vi thấy rất là đẹp nè. Mà nó cũng hợp với cái màu bếp nữa. Đó, nhìn rất là sang. Bây giờ mình đi xem cái phòng master. Đây. Phòng khách. Đó, để em đứng ngay đây. Ồ, cái đèn này là kiểu mới nè. Đó. Đẹp ha. Mỗi nhà mỗi kiểu. Rồi bên đây á, là cái phòng master. Phòng này thì họ làm hai cái tray ceiling ở trên. Đó, ba cái cửa sổ. Rồi bên đây là cái nhà tắm. Đó, chỗ này mình được một cái sink với lại một chỗ mà ngồi trang điểm ở đây. Rồi bên kia một cái sink nữa. Rồi cái tấm nằm. Rồi tấm đứng ở đây. Rồi chỗ này á, là cái chỗ bỏ khăn. Bên kia là cái tấm đứng. Rồi ở đây là cái toilet nè. Rồi đây là cái walk-in closet. Cái walk-in closet này thì đi ra cái chỗ giặt sấy bên kia. Đó. Để mình đứng từ hướng này mình xem lại bên này ha. Màu sắc họ chọn cũng rất là sáng sủa. Đó. Rồi, bây giờ mình đi vào đây. Là cái chỗ giặt sấy ở đây. Đó, rồi mình đi ra đây á, là cái cửa đi ra gara nè. Rồi cái cửa trước nè. Rồi bây giờ mình đi lên lầu mình xem. Đó, cái đèn mới nè. Rồi bước lên lầu á. Phía bên trái của Vi chỗ đây là cái phòng mà
game room ha. Ngay đây. Rồi chỗ này có cánh cửa. Cái này cũng sạch sẽ. Thì cái khúc này mình có thể bỏ đồ storage cũng được. Đó. Nghe đây. Rồi máy móc mà máy hết rồi đó là bên kia. Đó. Rồi, đứng ngay đây nè là cái chỗ game room, xong rồi bên đây là cái chỗ mà phòng coi phim, là ngay đây, cái hai cửa đóng lại luôn. Đó. Rồi chỗ này thì mình nhìn thấy được cái cửa trước. Ngay đây. Rồi mình nhìn ngược lại á, bên đây là cái phòng khách nè. Đó, rất là sáng ha. Rồi bên trái của Vi, chỗ này thì mình có được cái phòng ngủ ở phía trước. Đó. Cái phòng ngủ có cái walk-in closet luôn, ngay đây. Đây, họ có mấy mẫu luôn. Còn lại cỡ tầm 12 căn để bán. Anh chị em nào mà thích nhà Westin trong cái khu Cypress đó, thì mình cũng còn cơ hội nha, mua được với cái giá cỡ tầm 550. Tại vì khu Cypress có một khu nữa gọi là Bridgeland, khu đó thì nhà Westin bán mắc hơn. Đó. Rồi bên đây là cái nhà tắm. Cái kiểu check and chill ha. Đi qua đây. Một cái sinh nữa. Rồi bên đây là một cái phòng khác. Đó là mình có được hai phòng rồi. Rồi mình qua bên đây là mình có một phòng nữa, là trên lầu được 3 phòng. Chỗ này là cái closet bỏ đồ thôi. Đó. Đó, một phòng ở đây hai phòng, bên đây một phòng nữa là ba phòng nằm một bên, rồi cái chỗ game room với lại phòng coi phim là bên đây. Đó. Nhà này các mẫu cũng rất là hay. Cái căn nhà em vừa mới giới thiệu với tất cả các anh chị là 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi và cái giá là 544.000. Và nếu mà anh chị em nào mà thích một căn nhà là sẵn sàng dọn vào và như trong hình mình thấy mà thích thì hãy gọi cho em nha. Khu này thì thuộc thành phố Cypress trong cái khu là Morvida. Thuế là 3.48 chưa xin giảm và tiền hát sau đây là 1.450 một năm, bao gồm cổng và security. Thì cái khu này là nằm trong cổng, rất là an ninh và không lũ lụt nè. Và đi ra chợ búa cũng rất là thuận tiện. Từ đây mà mình đi KD Asian Town thì cỡ tầm 15 phút. Đi khu Peo Le Việt Nam thì cỡ 35 phút. Rồi chợ Mỹ xung quanh thì cũng rất là nhiều. Và họ còn 12 căn nhà duy nhất thôi ở trong khu này cho cái hãng Westin. Và nếu mà anh chị em muốn mua những cái hãng nào khác, hay là nhà lớn hơn hay nhỏ hơn trong cái khu này á, hay là những khu vực nào khác, em đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì anh chị hãy cứ gọi cho em nha. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Đừng quên cho em một cái like và chia sẻ cái video của em. Thì như em có chia sẻ, đây là những căn nhà cuối cùng trong cái dãy này thôi là Westin sẽ không có xây trong cái khu mà Vida nữa. Đó, 12 căn nhà. Hướng có hướng Tây với lại hướng Đông. Rồi hướng
hướng này là hướng Northeast nè, cho những anh chị nào mà muốn hướng hướng đông đó. Đây, đây là nhà ở Mỹ xây là như thế này đây đó. Họ xây đổ, họ làm cái sườn trước rồi họ đổ móng rồi họ dựng cái frame lên, xong rồi họ dựng mái nhà với lại cái tường ở bên ngoài, xong rồi họ mới làm bên trong và xích rock đó. Sau khi tới cái khúc này thì họ bắt đầu lắp gạch qua bên đây đó. Đây là cái khúc bỏ gạch lên nè, rất là hay ha. Đó, khi mà bỏ gạch lên rồi á thì cái khúc này thì họ làm bên trong, họ bỏ đèn, họ bỏ tủ này nè. Rồi cái căn nhà này là căn nhà hồi nãy Vi giới thiệu với anh chị nè, là đang bán luôn với giá là 544 ngàn, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi. Đó. Rồi căn này thì có người mua rồi. Căn này thì cũng vậy luôn. Rồi bên đây á là đã có người dọn vào rồi. Đó. Rồi căn này cũng dọn vào luôn. Căn này cũng vậy. Rồi cái này là cái cổng mình đi ra vào cái khu này. Đó, rất là tiện ha. Rồi đi ra cái khu này thì mình quẹo trái á, thì ra chợ, chợ Mỹ, chợ Việt Nam, chợ Cà Mau thì cỡ tầm 10 phút từ đây thôi. Chợ Mỹ cũng vậy, quẹo trái là ra đường là cái chợ nha. Rồi mình quẹo phải xuống đây đó. Mình đang quẹo phải nè. Quẹo phải xuống á, thì mình có cái khu vui chơi ở trong cái khu vực này họ đang xây, thì em nghĩ cuối năm là cũng xong luôn. Còn bên đây là cái dãy nhà mẫu, rồi ở những hãng nhà khác thì họ cũng xây ở đây luôn. Ở trong khu mà Vida có rất là nhiều hãng nhà và giá cả cũng từ 300 ngàn trở lên, tùy theo nhu cầu của mỗi anh chị. Em đang đi xuống cái khu mà họ xây, họ xây cái dòng sông người, rồi cái chỗ chơi giải trí, phòng tập thể dục này nọ đó. Em đang đi xuống đó. Tất cả những
gia đình mà ở trong khu này á, là đều được sử dụng cái này hết. Thì em nghĩ chắc cuối năm là xong rồi. Rồi, anh chị đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em.